khổ thân mẹ. Đang yên đang lành mà mẹ lại bị đau như thế này. Mẹ ơi, mẹ cố gắng ăn uống vào nhá, để cho khỏe mạnh. À mẹ ơi, con mua nước yến này, rồi đông trùng hạ thảo, hoa quả các kiểu. Mẹ nhớ tẩm bổ mẹ nhá. Mẹ ơi, con nấu cháo xong rồi, mẹ ăn đi ạ. À, cứ để đó đi. Ôi dồi ôi, em dâu ơi, bảo sao mà mẹ không ốm mãi, thím cho mẹ ăn uống đạm bạc như thế này à? Chị nói gì cơ? Chị đã nói rồi, người lớn tuổi như mẹ ấy, thì phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới khỏe mạnh được, với cả mau hồi phục sức khỏe. Thím cho mẹ ăn uống kham khổ như thế này thì làm sao mà có sức đề với chả kháng. Mà chị nói rồi nhá, thím cứ mua đi, hết bao nhiêu chị đưa tiền. Ừ, chị nói với em như thế bao giờ? Ơ, à, thím trở mặt đấy à? Hay là thím tưởng chị không đưa tiền cho nên cho mẹ ăn uống kham khổ như thế này? Rõ ràng là chị không hề nói với em như thế. Ơ, à, thôi được rồi. Mẹ, mẹ cứ để con nói đạo lý với thím ấy. Tại sao lại thím lại đối xử tệ bạc với mẹ như thế hả? Chị đã chăm mẹ được ngày nào chưa mà chị chê em? Thì chăm sóc, phụng dưỡng, báo hiếu bố mẹ chồng là phúc phần của con dâu. Đây là chị nhường thím đấy nhá. Sao thím lại nói như thế? Vâng, nếu chị giỏi thì chị làm đi ạ. Đấy đấy đấy, mồm thím nói đấy nhá. Mẹ, con sẽ đưa mẹ về nhà con ở mẹ nhá, để cho mẹ không phải ăn uống kham khổ, rồi con đối xử tốt với mẹ mẹ nhá. Con, con đúng là đứa con dâu hiếu thuận, chẳng như ai kia. Ơ, mẹ, con đối xử với mẹ cũng đâu có tệ ạ. Con dâu cả của tôi nói đúng đấy. Cô cho tôi ăn uống đạm bạc như thế này thì làm sao mà tôi khỏe được chứ? Thì bởi vì mẹ cũng có tuổi rồi, phải ăn uống đạm bạc, thế nên con... Thôi thím ạ, thím không cần phải thanh minh, mẹ biết hết cả ấy mà. Mẹ ơi, ngay ngày hôm nay con sẽ đón mẹ về nhà con ở. Nhưng mà trước đây con bảo con bận lắm cơ mà, chứ giờ con hết bận rồi à? Dạ, thì con cũng có bận thật đấy. Nhưng mà con sang đây con thấy mẹ như thế này á, con xót lắm. Mẹ cứ về nhà con ở, con cũng hơi vất một tí thôi, nhưng mà lương tâm con được thanh thản mẹ ạ. Con đúng là đứa con dâu ngoan, con dâu hiếu thuận của mẹ. Được rồi, mẹ sẽ ở với vợ chồng nhà con. Dạ vâng ạ. Chị Ly, em có chuyện muốn nói với chị. Chú có chuyện gì? Tôi bận lắm, để khi khác. Bận? Lúc nào chị cũng bận. Chị làm tròn bổn phận của người con dâu đối với người mẹ chồng đi. Ý chú là gì? Thì thỉnh thoảng tôi vẫn thăm mẹ, rồi quà cáp biếu mẹ như thế rồi còn gì. Chị làm con dâu, vợ em cũng làm con dâu. Thế mà khi mẹ ốm, chị lại đùn đẩy trách nhiệm cho vợ em như thế à? Chị phải san sẻ công việc với vợ em chứ. Thì tôi đã nói rồi, nếu mà bận ý thì thuê người. Nhưng mà là vợ cậu cứ nhận đấy chứ, kêu ca cái gì. Chị nói thế mới được à? Trước mặt mẹ thì chị luôn nịnh nọt, nói lời yêu thương, rồi cạnh khóe với vợ em. Chị sống hai mặt thế mới được à? Tôi cạnh khóe tới mấy đi chăng nữa ấy, nhưng mà mẹ có vì những cái lời của tôi mà bị chia rẽ không? Hay là thực chất vợ cậu cũng chẳng ra gì? Chị... Xem ra thì cậu cũng bênh vợ phết nhở. Nhưng mà tôi không quan tâm. Được, tôi sẽ nói chuyện này với anh Tuấn. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp thím chăm mẹ là được chứ gì. Anh Tuấn ý bận trăm công nghìn việc ra, nói với anh ý, anh lại khó xử. Chị đã nói rồi, chị phải giữ lời đấy nhá. Tôi không muốn nhìn thấy vợ tôi bắt nạt đâu. Lắm chuyện, thăm thì thăm, mà chăm thì chăm. Có mỗi cái chuyện đấy thôi mà cũng bênh vợ chầm chập rồi. Mỗi lần đến thăm lại tốn tiền, mua hết cái nọ rồi lại đến cái kia, phiền chết đi được. Bớt lại một chút với ăn, tội gì tiền của mình lại cho cái bà già vô dụng ấy hưởng hết. Dạ, vâng. Mẹ đừng lo, con không sao đâu. Chỉ cần con chăm sóc tốt cho mẹ chồng con là được. Mẹ chồng con có một miếng đất 2 tỷ, bây giờ con cứ cố gắng chăm sóc mẹ chồng, rồi đến lúc mẹ chồng con nhận ra sẽ cho vợ chồng con miếng đất đấy. Khổ mấy cũng chịu được mẹ ạ. Mà thôi, con nói chuyện với mẹ sau nhá.
Bây giờ con về nấu cơm cho mẹ chồng con đây ạ. Vâng. Bảo sao cô ta lại chịu chăm sóc bà già vô dụng đấy? Hóa ra là vì miếng đất 2 tỷ. Mình đúng là ngốc mà. Sao lại không biết việc này chứ? Mẹ từ từ ạ. Mẹ gửi lại vợ chồng con cũng được mà. Mẹ đã quyết rồi, để mẹ sang ở với chị dâu cả. Mẹ không sao đâu, các con cứ yên tâm. Sao lại có chuyện thay đổi như vậy được ạ? Mẹ suy nghĩ kỹ lại đi ạ. Chị dâu cũng bận mà. Thôi, chú thím không phải lo. Chị tự biết cách sắp xếp để chăm mẹ. Không có người lại dèm pha bảo là bắt nạt con dâu út, không chịu chăm mẹ. Chị hơi quá đáng rồi đấy. Này, chú trở mặt hơi nhanh đấy nhá. Mà thôi, chị nói mồm thì cô chú không tin, thế nên là chị thể hiện bằng hành động. Mà chẳng phải như thế, cô chú cả nhà à? Mẹ, mình đi ạ. Ừ, mẹ đi nhé. Mẹ ơi, mẹ ăn đi ạ. Có tôm, bề bề với mực, đầy đủ hết cả mẹ ạ. Ngon quá. Ngày nào con cũng tầm bổ cho mẹ như thế này, chẳng mấy lúc mà mẹ tăng cân. Mẹ ăn con nhá. Dạ vâng, con mời mẹ ạ. Chăm cái bà già như què này đúng là mệt thật đấy. Mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Thế mà vẫn chưa moi ra được cái vụ đất. Mẹ ơi. Mẹ, có chuyện này con muốn nói với mẹ, nhưng mà ngại quá, vẫn chưa dám nói ạ. Chuyện gì thế con? À, thì là công ty của chồng con đang gặp khó khăn, cần 2 tỷ để xoay vòng vốn mà chưa biết mượn ai. Mẹ có cách nào giúp vợ chồng con được không ạ? Thế à? Ừ. Thế để mẹ hỏi mấy bà con ở dưới quê xem sao nhá. Mẹ ơi, hay là mẹ cho vợ chồng con mượn mảnh đất 2 tỷ của mẹ được không ạ? Miếng đất 2 tỷ nào? Thì chẳng phải là mẹ có miếng đất 2 tỷ của gì nữa. Con nghe ai đồn bậy bạ chứ mẹ làm gì có miếng đất nào 2 tỷ. Mẹ ơi, mẹ nói thật hay là đùa con đấy ạ? Mẹ nói thật, mẹ làm gì có miếng đất nào 2 tỷ hả con? Con làm cái gì đấy? Không có thì bảo không có, nghèo thì bảo là nghèo, thế mà đi loan tin là có miếng đất 2 tỷ. Lừa vợ chồng tôi á, phải hầu hạ bà á, bấy lâu nay à? Con nói cái gì đấy? Làm sao? Bà có biết là một tháng nay á, tôi phải hầu hạ bà á, cực khổ thế nào không? Này, bà lừa chúng tôi nhá, để tôi á, phải hầu hạ bà như thế. Bây giờ ấy, bà dọn dẹp đồ đạc, cút về con trai út của bà mở. Đứng dậy, đi! Này. Đứng dậy, đi! Con làm cái gì đây? Đi đi! Cút về với con dâu út của bà đi. Đúng là của nợ. Thì ra cô là loại người như vậy à? Đúng, tôi là người như thế đấy. Đến cái nước này thì tôi chẳng việc gì phải giả vờ là ngoan ngoãn hiền lành, đối xử tốt với cái bà già vô dụng như bà. Cô. Mẹ. Đỡ mẹ dậy. Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? Mẹ không sao. Có bất hiếu. Chú dám đánh tôi? Chú là cái thá gì mà đánh tôi à? Tôi sẽ kiện các người á, cái tội đánh người. Chị Ly, chị nói chị đưa mẹ về để phụng dưỡng chăm sóc, vậy mà bây giờ chị đối xử với mẹ như thế này à? Ừ, tôi thế đấy. Thím thích ý, đưa nhau về mà chăm. Chị Ly, làm sao? Thôi, thím bỏ đi, đừng có diễn nữa. Thím cũng chẳng hay ho gì đâu mà tỏ ra tử tế. Chắc là vì cái mảnh đất 2 tỷ, thế nên thím mới cung phụng đối xử tốt với cái bà già vô dụng này đúng không? Tôi biết ngay là chị sẽ mắc bẫy mà. Dạ. Vâng. Mẹ đừng lo, con không sao đâu. Chỉ cần con chăm sóc tốt cho mẹ chồng con là được. Mẹ chồng con có một miếng đất 2 tỷ. Bây giờ con cứ cố gắng chăm sóc mẹ chồng, chắc chắn là mẹ chồng con sẽ nhận ra. Đến lúc đấy sẽ cho hai vợ chồng con miếng đất đấy. Khổ mấy cũng chịu được mẹ ạ. Vâng. Thôi bây giờ con về nấu cơm cho mẹ chồng con đây ạ. Thank you.
Đúng là tôi khó chịu với thái độ hai mặt của chị. Thế nên tôi muốn mẹ nhìn rõ bộ mặt thật của chị, của người con dâu cả mà mẹ hết mực yêu thương. Tôi cố tình nói dối để chị nghe thấy đấy. Là do chị nổi lòng tham, thế nên chị mới muốn đưa mẹ về để chăm sóc phụng dưỡng đấy chứ. Ừ, thì sao? Đã hiểu rồi ấy, đưa nhau về mà chăm. Đây không cần. Chị Ly, chị nên học lại lớp 1 đi. Tiên học lễ, hậu học văn. Đạo đức của chị ấy mất rồi à? Mình đi về thôi mẹ. Không phải dìu mẹ, mẹ không sao hết. Hóa ra mẹ giả vờ à? Đúng đấy, tôi giả vờ. Thế thì tôi mới biết được ai là người thật lòng coi tôi là mẹ. Đúng thế, tôi không có mảnh đất 2 tỷ, vì tôi chỉ có mảnh đất 10 tỷ. Và nó xứng đáng thuộc về người đối xử tốt với tôi. Cái gì? Miếng đất 10 tỷ? Mình về thôi con. Có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi. Đi đi lại lại, chóng hết cả mặt. Mày xem ấy, dạy lại cái con Trang vợ mày đi. Vợ con làm sao? Dạo này không biết nó cứ bực tức ở đâu đâu ấy. Nó về nhà đá thúng đụng nia. Đến mẹ mày đây nó còn không để yên ấy. Con thì vợ con bình thường mà. Ui dồi ôi, đấy là mày đi suốt từ sáng đến tối như là mày không để ý đấy thôi. Chứ à, mà dạo này mẹ thấy hay về muộn lắm đấy. Con nhớ bình thường con về thì cô ấy cũng đang ở nhà mà mẹ. Đấy là nó biết mày về sớm cho nên nó về trước. Còn những hôm mày về muộn thì nó về muộn cũng không kém. Mày cứ nghe mẹ đi, kiểm tra lại xem chứ không thì không có chuyện đấy đâu mẹ. Chắc là dạo này công việc của cô ấy bận bịu quá, thế nên là cô ấy về hơi muộn một chút thôi. Ừ thì về muộn thì về muộn. Thế nhưng mà tại sao nó cứ về đến nhà nó lại mặt nặng mày nhẹ với tao? Tao lắm lúc hỏi nó không thèm nói gì cả. Không biết nó là con dâu tao hay là mẹ tao nữa đây. Có thể là cô ấy không nghe thấy mẹ ạ. Ô hay nhở. Sao mày cứ bênh vợ mày chằm chằm thế? Chứ vợ con không bênh thì con bênh ai? Ý mày nói mày coi trọng vợ mày hơn mẹ mày đúng không? Con không có ý đấy. Nhưng mà vợ con nó vất vả như thế, mẹ không thông cảm thì thôi. Mà thôi, con đói lắm rồi. Mẹ đi nấu cơm cho con chưa? Mày đi mà nấu. Mà gọi con vợ mày về mà nấu. Mẹ buồn cười nhờ. Vợ con đi công tác cả tháng, vất vả như thế, mẹ đã không thông cảm thì thôi. Suốt ngày cứ vùng vằng. Mẹ thế không biết. Thu đến đấy à con? Vào đây cho mát nào. Anh Hoàng, anh cũng ở nhà đấy à? Ừ. Con lại mua quà gì nữa đây? Con mua một ít hoa quả thôi mẹ. Thế đưa đây mẹ đi rửa cho nào. Ôi thôi, mẹ để con rửa cho, tiện để con bộ ạ. Con thật chu đáo quá. Trả bù cho con Trang. Một năm nay chưa bao giờ nó gọt được quả táo cho mẹ. Mẹ. Thế mẹ nói sai à? Nó về một năm nay đã bao giờ nó chăm sóc được mẹ một ngày nào chưa? Đi cả ngày, tối về thì úp mặt vào cái máy tính. Nó có bao giờ để ý quan tâm đến cái bà già này sống chết ra thế nào không? Thôi mẹ bớt nóng. Chắc là tại chị Trang bận quá được ạ. Anh Hoàng, dạo này công việc của anh ổn không? Lâu lắm rồi không có thời gian cho em đâu đấy. Thỉnh thoảng em gặp tụi bạn, chúng nó cũng hỏi anh hoài à? Mẹ đưa con cầm cho ạ. Anh Hoàng, anh ăn hoa quả đi. Ừ, được rồi. Anh tự ăn được. Anh xem thế nào bồi bổ sức khỏe nhá. Em thấy anh dạo này là gầy lắm đấy. Hay là
anh sắp xếp thời gian nghỉ đi. Em với anh với mẹ đi du lịch một bữa. Tiện thể anh đổi không khí với cả bồi dưỡng cơ thể luôn, được không ạ? Nhìn hai đứa tình cảm cứ giống như một đôi ý. Giá như ngày trước thằng Hoàng nó chịu lấy con Thu thì bây giờ mẹ đỡ phải đau đầu nhức óc không? Mà cái Thu nó nói đúng đấy con ạ. Con xem như thế nào, sắp xếp một chuyến đi du lịch. Mẹ, sao mẹ nói thế? Thu là con gái nuôi của mẹ, con chỉ coi Thu là em gái của con thôi. Mẹ nói thế đồn ra ngoài người ta lại tưởng thật Thu không lấy được chồng. Vợ con nghe thấy là không hay. Đấy, con thấy chưa? Mẹ mới đùa vui một tí thôi mà nó đã bênh vợ nó chằm chằm ấy. Cứ mở mồm ra là vợ. Nó có coi mẹ ra cái gì đâu. Thôi kìa mẹ, chắc là anh Hoàng cũng chỉ muốn tốt cho con với chị Trang thôi. Mẹ đừng để bụng nhá. Nể lời con nên mẹ không thèm so đo với nó nữa. Thôi, bây giờ con cứ ngồi đây chơi để mẹ đi chuẩn bị cơm nhá. Dạ. Trưa nay em không ăn cơm ở nhà đâu, con bận rồi. Con đến kịp, không thì mẹ chẳng biết làm sao cả. Ôi giời, tự dưng mẹ thấy hoa mắt chóng mặt, đầu đau cứ như bố bổ ấy. Thằng Hoàng thì nó là đàn ông mà nó bận tối mắt, nó chẳng giúp gì được cả. Hay là mẹ tụt huyết áp rồi, mẹ uống ít sữa đi, uống xong cái là lại sức đấy ạ. Ôi giời, đấy con xem, có con dâu cũng như không. Cái lúc ốm lúc đau này cần đến nó thì nó mất hút. Để kệ xác cái bà già này nằm đây một mình, đến một câu hỏi thăm cũng không có. Không biết kiếp trước tôi nợ nần gì mà sao bây giờ tôi lại khổ thế này. Nhà con đi từ trước khi mẹ ốm, chứ có phải là mẹ ốm rồi cô ấy mới đi đâu ạ. Mẹ đừng có làm quá lên như thế. Đấy đấy, nó lại bênh vợ nó chầm chầm ấy. Bây giờ thì tôi còn biết trông cậy vào ai nữa đây. Ôi mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Con ở đây chăm mẹ, được chưa? Chị trai là người hướng ngoại, là người của công việc, phấn đấu với công việc nhiều lắm, nên là không chú ý gia đình được đâu. Với lại anh Hoàng cũng chiều chị nữa, nên là... Con xem, người ngoài còn nhận ra, thế mà nó vẫn còn cãi. Mẹ nuôi nó khôn lớn, mong nó lấy vợ sinh con để cho mẹ hưởng tí phúc. Vậy mà chắc đời mẹ đến chết cũng không được hưởng cái phúc ấy đâu. Anh đau đầu à? Để em bóp cho. Anh không cần đâu. Mẹ sao rồi? Mẹ đi ngủ rồi. Để em bóp cho một lát là đỡ đấy. Anh không cần đâu, anh cảm ơn. Thu này, mẹ hơi khó tính một chút, em đừng để bụng nhá. Em là con nuôi của mẹ, chăm sóc mẹ cũng là trách nhiệm của em. Với lại em vừa có thể chăm sóc mẹ, vừa có thể chăm sóc cả anh nữa. Thu, em nói cái gì đấy? Em nên để ý đến lời nói của em. Em yêu anh từ rất là lâu rồi, tại sao anh không chấp nhận em? Em có gì không bằng cô ta cơ chứ? Anh sẽ coi lời nói của em là bông đùa. Từ giờ đừng nói như thế nữa. Tình cảm ấy không phải là hơn hay kém, mà tất cả đều xuất phát từ sự chân thành. Em cũng rất là chân thành. Em yêu anh đấy là sự thật. Em không quan tâm là anh có vợ hay chưa. Em chỉ muốn làm tình nhân của anh thôi. Em không hiểu lời của anh nói à? Anh không hề có một chút tình cảm nam nữ được với em. Tất cả những gì tình cảm của anh đều dành cho vợ anh hết rồi. Em không quan tâm. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, quan tâm và chăm sóc cho anh thôi. Anh Hoàng, đồng ý với em, ở bên cạnh em anh nhá. Em đừng có làm thế, dễ gây hiểu lầm. Anh không muốn gặp em nữa, tránh gây những thị phi cho gia đình anh. Anh không muốn gia đình anh gặp sóng gió. Mẹ Hoàng, ai cho phép mày đuổi cái Thu như vậy?
Nó là con nuôi của mẹ. Mẹ muốn nó ở đây. Mày với vợ mày không chăm được mẹ thì để cho người khác chăm mẹ. Đồ bất hiếu này. Mẹ, trong mắt mày bây giờ làm gì còn mẹ nữa. Mày ăn phải bùa mê thuốc lú của nó nên mày bênh nó chầm. Đến cái người đứt ruột đẻ ra mày đây, mày cũng có coi ra cái gì đâu. Được rồi, thế đây con nghỉ làm, con sẽ chăm sóc mẹ cho đến khi vợ con về. Trời ơi, đợi nó về á thì tao chết lâu rồi. Có cái loại phụ nữ nào nói đi là đi, không cần biết ở nhà như thế nào nữa. Tao nói cho mày biết nhá, mày coi nó là vợ, nhưng mà tao đây á, tao không thèm coi nó là con dâu. Ôi trời ơi, sao cái số tôi nó lại khổ thế này, không biết được rồi. Chắc là chúng nó muốn tôi chết đây mà. Ôi mẹ ơi, con xin mẹ đây. Mẹ như thế ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Anh Hoàng, sao anh nặng lời với mẹ như thế? Mẹ đang ốm cơ mà. Anh thương mẹ nữa. Chẳng thế là gì. Trong mắt nó còn biết tôi là ai nữa đâu. Trời ơi, tôi còn sống trên đời để làm gì nữa. Tôi chết đi cho nó xong đây. Được rồi, vậy cứ làm theo ý của mẹ đi. Mẹ ở lại với Thu, cho cô ta chăm sóc mẹ. Con sẽ đi. Mày đi đâu? Con đi đến công ty cho mẹ thấy ức chế, tổn hại tinh thần, không tinh dưỡng được. Hoàng, mày đứng lại. Mày đứng lại ngay Hoàng. Tôi nói cho bà biết nhá, nếu bà không trả đủ số tiền nợ ấy thì đừng có trách tụi đánh nhân tâm. Anh cứ thư cho tôi vài ngày được không? Ngày lúc này thì tôi lấy đâu ra? Tôi cho bà thêm một ngày. Nếu không mang tiền đến trả ấy thì bà đi mà mua quan tài sắt nè. Vâng. Rồi tôi sẽ cố gắng. Làm thế nào bây giờ chứ? Sao cái thằng Hoàng này nó lại không nghe mày? Có chuyện gì đấy mẹ? Chắc là anh Hoàng đang bận họp thôi. Cái dàn đầu tư ấy nó sập rồi Thu ạ. À, bọn cho vay nặng lãi, nó đang gọi điện đến để đòi tiền mẹ đây này. Bây giờ thì mẹ biết làm sao đấy. Mẹ lấy đâu ra tiền mà trả cơ chứ này. Gọi thằng Hoàng thì nó không nghe máy. Mẹ lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ cơ chứ. Thu ơi, hay là con giúp mẹ đi. Mẹ thử gọi cho chị Trang chưa? Trời ơi, gọi cho nó thì được ích gì cơ chứ này. Ngay từ đầu nó đã phản đối mẹ cái việc này rồi, bây giờ nó không giúp đâu. Mà cũng tại con cơ. Đương đâu thì xui mẹ đầu tư vào cái tiền ảo đấy. Bây giờ thì hay rồi. Con nói với mẹ từ đầu thế nào? Đầu tư ít thôi, ăn lại ít một chút. Mẹ không nghe lời con, đập hết cả gia sản vào đấy, lại còn đi vay nặng lãi nữa. Bây giờ mẹ đổ lên đầu ai? Đổ lên đầu con hả? À? Ý cô nói là tôi tham lam phải không? Lúc đầu ấy, cô chẳng cố gắng lôi tôi vào đấy còn gì nữa. Cô còn đưa tôi đi vay nặng lãi, bây giờ lại đổ cho tôi là tham lam. Con không nói với mẹ nữa. Mẹ tự giải quyết vấn đề của mẹ đi. Cô... Chết rồi. Thu ơi, hay là con cho mẹ vay tạm đi, rồi thằng Hoàng nó về mẹ sẽ bảo nó trả lại cho con được không? Mẹ vừa mới đổ hết lỗi lên đầu con cơ mà, bây giờ lại nhờ con giúp đỡ. Thì lúc nãy mẹ cuống quá nên mẹ mất bình tĩnh. Mẹ cầu xin con đấy, giúp mẹ đi con ơi. Con mà không giúp mẹ bây giờ, bọn xã hội đen nó đến đây nó giết chết mẹ mất. Con giúp mẹ cũng được, với mỗi điều kiện mẹ phải làm cho anh Hoàng lấy con. Cô điên à? Thằng Hoàng nó cứng đầu lắm, nó không chịu bỏ con Trang đâu. Đấy là việc của mẹ. Mẹ giải quyết vấn đề thế nào đấy là việc của mẹ. Bây giờ mẹ muốn một công đôi việc hay là muốn gồng lưng ra mà trả nợ? Thôi được rồi, thì cô bảo tôi làm thế nào? Về đây con bảo. Hoàng, con về rồi đấy à? Uống cốc nước đi cho nó mát rồi đi tắm, nghỉ ngơi ăn cơm. Mẹ đã chuẩn bị xong hết cả rồi.
Bà. Hoàng ạ, mẹ xin lỗi con. Trong thời gian vừa qua mẹ thấy trong người không được thoải mái nên là toàn gây khó dễ cho vợ chồng con. Con đừng trách mẹ nhé. Cả đời này mẹ chỉ có mỗi mình con. Giờ mà con bỏ mẹ thì mẹ chết mất. Mẹ, không sao đâu mẹ. Mẹ hiểu cho con là Trang là tốt rồi ạ. Con chỉ thấy bực khi mà mẹ suốt ngày mẹ gán ghép con với Thu thôi. Thời gian vừa qua tiếp xúc với cái Thu, mẹ thấy nó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Bề ngoài nó cứ lấy lòng mẹ thế thôi. Nhưng mà trong lòng nó toàn âm mưu xấu với con ấy. Mẹ hiểu là tốt rồi ạ. Con yên tâm đi. Từ nay trở đi mẹ sẽ không gây khó dễ cho vợ chồng con nữa. Thôi uống nốt nước đi rồi đi tắm nhé. Dạ. Mẹ cất hộ con nhé. Làm cái trò gì đấy? Hả? Sao anh lại... Mẹ ơi! Mẹ! Sao anh vừa lại tỉnh dậy ý? Mẹ lừa con đi à? Tôi không tỉnh dậy ấy. Để cô đưa tôi vào chồng rồi cô bắt vạ tôi à? Cái đồ đàn bà vô liêm sỉ này. Nói cái gì đấy? Thì em thấy anh nằm trên giường không vùng dáng, em chỉ muốn chỉnh lại thôi. Sao anh đổ oan cho em nhở? Cô tưởng tôi ngu à? Cô đã bỏ thuốc mê vào trong cốc nước và đưa cho mẹ tôi. Để mẹ tôi đưa cho tôi. Con cũng không ngờ mẹ lại thông đồng với người ngoài để ám hại con trai mẹ đâu đấy. Sao con biết? Ngay từ khi con về con đã thấy lạ rồi. Hôm nay mẹ khác lắm. Mẹ nói xấu cô ta, trong khi ngày nào mẹ cũng bênh cô ta chằm chằm. Chính vì thế con đã sinh nghi. Con đổ cốc nước đấy đi và thay cốc nước mới. Mẹ ạ, mẹ từ bỏ ngay cái ý định vun vén con với cô ta đi. Nếu không con sẽ từ mặt mẹ đấy. Con dám à? Hoàng ơi, cứu mẹ với. Bọn xã hội đen nó đòi giết mẹ. Mẹ vay lãi ngày lãi giờ bọn nó. Bây giờ mẹ không có tiền trả. Chúng nó đòi giết mẹ đấy con ơi. Mẹ, tại sao mẹ lại vay lãi ngày? Mà mẹ vay làm gì? Vợ chồng con đâu có thiếu gì cho mẹ đâu. Em muốn biết tại sao không? Bà ta đầu tư tiền ảo, mới đầu lãi thắng được một ít, ham hố lên đi vay tiền lãi ngày, đập vào đấy, vỡ nợ rồi. Là mày ấy, mày lừa tao chơi thứ đó. Này, do bà tham lam thôi. Bà không biết cách chơi, ngu dốt thua, bây giờ bà đổ tại tôi à? Mày đúng là đứa con nạn mà. Mày bảo giúp tao, mày đã giúp gì được tao đâu. Nhưng vấn đề là bà đáp ứng được yêu cầu của tôi hay chưa? Yêu cầu gì? Thì là nó làm như này để khiến con phải bỏ con Trang lấy nó đấy. Thế mà mẹ cũng đồng ý được à? Chả nhẽ mẹ lại coi trọng đồng tiền hơn là con trai của mẹ à? Mẹ là con quá thất vọng rồi. Sao mẹ có thể hồ đồ như thế được? Nhưng mà lúc ấy mẹ gọi cho con mãi không được. Con xã hội đen thì nó dọa mẹ. Mẹ sợ quá mẹ không biết làm thế nào cả. Nên là phải đồng ý với cô ta đấy con ơi. Là do bà năn nỉ cầu xin tôi giúp đỡ đấy. Trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì bao giờ. Mày biết tại sao chị Trang lại ghét bà ta không? Mẹ, tại sao đấy? Tại vì lúc đầu cái Trang nó không cho mẹ đầu tư vào thứ đó. Nó can mẹ. Cho nên mẹ mới... Mẹ, con không hiểu mẹ nghĩ cái gì luôn. Chẳng lẽ chỉ vì như thế thôi mà mẹ suốt ngày mẹ hạnh hoẹ vợ con à? Hoàng ơi, mẹ xin con đấy, mẹ biết sai rồi. Mẹ xin con ơi, con cứu mẹ à Hoàng ơi. Được rồi, con sẽ trả nợ cho mẹ. Con không bỏ rơi mẹ đâu. Nhưng con với Trang sẽ dọn ra ngoài ở. Mẹ ở đây một mình đấy, tự lo cho mẹ đi. Còn cô ấy, cút khỏi nhà tôi rồi đấy.
Hoàng ơi, mẹ không muốn ở một mình đâu. Con không thay đổi quyết định đó. Mẹ tự lo cho mẹ đi. Hoàng ơi, đừng bỏ mẹ con ơi. Phục vụ đâu? Phục vụ. Ơ kìa, tay để chưng rồi mà gọi mãi thế. À, anh chị ăn bún ạ? Chẳng nhẽ vào quán bún xong rồi ăn phở, phải ăn cơm rang? Đã phủ đét gan rồi mà hỏi câu đấy. Này, lau cho nó sạch sẽ bàn vào, bẩn như thế này làm sao mà khách ngồi được? Anh chị thông cảm, quán gần mặt đường thành ra hơi bụi bẩn một chút. Thế anh chị ăn hai bát bún nhá. Nhanh lên ăn gì cũng được, gớm quá. Này, tôi mà không kịp việc ấy, cô không đến được đâu. Dạ vâng, anh chị đợi một chút ạ. Em cũng đến là chịu anh đấy. Bao nhiêu cái nhà hàng to, sạch sẽ, đẹp đẽ cho anh không vào. Anh chọn cái nhà hàng bẩn nhất như thế này, xong tí đồ ăn bê ra toàn bụi bẩn thôi, làm sao mà em nuốt được. Còn chưa kể nhá, bạn bè em mà đi qua đây nhìn thấy em và anh ngồi ở đây, mặt em và anh đút vào đâu. Rồi, anh biết rồi, cục vàng của anh. Ủa, anh biết là em đang phải chịu thiệt thòi rồi. Nhưng mà ấy, cái quán này là cái quán mà gần đối tác nhất. Với lại đối tác của anh quan trọng, khó tính nữa. Nên là họ luôn luôn làm việc đúng giờ, không chậm trễ được đâu. À, được rồi, anh ký hợp đồng xong phát này nhá. Anh chở em thẳng sang Dubai ăn bún cá. À, bún cá mập đi. Anh nhớ mập đi nhá. Ừ. Ở đâu rồi? Mang đồ ăn lên nhanh lên. Có biết mà tao gọi lắm không hả? Nhanh lên. Ôi. Đây, cô dần mà khách VIP đấy à? Cô có tin là tôi nói một tiếng thôi, có người lên dẹp hết cái tiệm của cô không hả? Dạ, anh chị thông cảm, tại vì bát bún nóng quá. Anh nói đôi câu với khách kia kìa. Nói một câu là trả treo một câu. Có cái loại phục vụ nào như cô không? Gọi ngay quản lý ra đây, tôi sẽ nói để đuổi việc cô. Mong là chị nói chuyện tôn trọng đối phương một chút, chứ cứ mở miệng ra là giọng miệt thị như vậy. Tao thích không tôn trọng mày đấy, mày làm sao? Tao là một người đẳng cấp khác và tao thích nói chuyện mày như thế đấy. Mày có tư cách gì để lên tiếng? Có lại phục vụ hèn hạ? Dù tôi là nhân viên phục vụ hay là gì đi chăng nữa, cũng hy vọng là chị sẽ tôn trọng tôi. Đấy là cách cư xử của người văn minh. Anh! Thôi thôi thôi, ăn. Ăn đi, anh ký hợp đồng. Trọng công của con gì đây? Phục vụ nào? Nào, phục vụ nào? Dạ chị. Cô nhìn kỹ xem, có cái gì trong cốc nước thế này? Chị làm cái gì đấy? Cốc nước bẩn, tôi chỉ giúp cô đổ đi thôi. Trong cốc nước mà lại có kiến trong đấy, tôi kiện cô với cái tội mất vệ sinh an toàn thực phẩm, cô tin không? Quán có thể ọp ẹp thật, nhưng mà chắc chắn là không bao giờ mất vệ sinh như vậy. Nhìn hai anh chị ăn mặc lịch sự, mà sao cư xử kém văn minh thế? Mày nói ai cư xử kém văn minh? Con này nói chuyện buồn cười nhở. Mày có biết ấy, bọn tao chuẩn bị sang ký hợp đồng với Ham Group to nhất cái chỗ này không? À, đủ tiền đốt cả quán mày đấy. Hóa ra là đối tác của Ham Group à? Nếu như tôi mà là giám đốc của Ham Group thì sẽ không bao giờ tôi ký hợp đồng với những người thiếu đạo đức như các người đâu. Mày nói chuyện nghe nực cười rồi đấy. Mày mà là giám đốc á? Tao đây này là phu nhân của tổng thống, giám đốc công ty á, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn bún lề đường à? Ủa, mình đi đây. Hai người ăn xong rồi thì mau trả tiền đi. Sao tao phải trả tiền? Tao không bắt đền mày vì cái tội đồ ăn bẩn, tan bẩn, cư xử với khách thì thiếu lễ độ là còn may rồi đấy. Hóa ra là vậy à? Thì ra hai người muốn quỵt tiền, thế nên mới bày trò. Quỵt cái gì mà quỵt? Tao nói rồi, tao đủ tiền đốt cả quán của mày đấy. Khôn hồn cầm mồm vào,
không cho post lên Facebook là hết đường làm ăn để tin không? Hai bát bún 80.000. Nếu như có thể mua được nhân cách của hai người thì cũng giá cao đấy. Không sao, tôi mua được. Hai người đi đi. Mày không muốn mà được. Chị Trang ơi, em làm phiền chị quá. Con em tự nhiên lại bị tai nạn. Em cảm ơn chị đã xuống quán giúp em ạ. Không có gì đâu, bây giờ chị có việc gấp, chị phải về công ty luôn đây. Dạ vâng, em chào chị. Bây giờ đi đường tắt về công ty, chắc chắn sẽ nhanh hơn hai người họ. Ôi trời ơi, giật mình à? Hả? Không phải, bọn mình đi sớm nửa tiếng mà, đâu phải do họ đâu. Về sau mà có tiền, em chả cần lệ thuộc vào người khác thế này đâu. Sau cái dự án này, nhất định em phải đền bù cho em đi nhá. Em biết rồi. Hai người quá đáng lắm rồi đấy. Thì làm sao? Tại đi đâu cũng gặp cái loại khó ưa như mày đấy. Mà kể cũng vất vả, phải làm đến hai công việc cùng một lúc, vừa làm phục vụ quán, bây giờ đến đây lại còn làm lao công nữa chứ. Ôi chà. Nói chung cái bọn thất học ấy thì chỉ có làm bạn với rác thôi chứ có cái gì đâu. Đi học nó khổ thế đấy, đâu có được sang trọng như em đâu, đúng không? Này, hay là bây giờ cúi xuống lau giày cho tao đi, xong tao trả cho 100.000. Kể ra cũng bằng một ngày công đấy anh nhờ. Hai người kiêu ngạo quá rồi đấy. Cư xử như hai người không bao giờ thành công được đâu. Mày. Chủ tịch, chị về rồi ạ. Chị Trang. Chị là chủ tịch ạ? Sao chị lại ăn mặc? Ăn mặc thế này thì có làm sao? Vậy ăn mặc như thế nào thì mới được gọi là chủ tịch? Hai người chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thôi à? À chị ơi, quần áo của chị đã được giặt hấp để sẵn trong phòng rồi ạ. Cô nhân viên dọn phòng sáng nay là bẩn quần áo của chị, vẫn còn đang ảnh này lắm ạ. Không sao đâu, cứ nói với cô ấy là không cần phải lo. Mặc đồ cô ấy đi ra ngoài như thế này. Tôi đã có một cuộc gặp gỡ thú vị đấy. Dạ vâng ạ. Phải không? Anh đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, đừng có khinh thường người khác không ạ. Chị Trang, chị giận như thế này. Mỗi thì em làm thế đâu, anh cũng thế mà. Chị Trang, chị chức cao vọng trọng như này, chắc chị không chấp vặt bọn em đâu nhỉ. Mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi chị ạ. Em nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể hợp tác được với nhau một cách rất là tốt ạ. Đúng rồi, anh nói đúng, chị chấp vặt với hai đứa em. Đúng. Cái dự án lần này, anh Hoàng đặt rất là nhiều tâm huyết vào đấy. Chị có thể... Xin lỗi, tôi có một nguyên tắc làm việc là sẽ không bao giờ hợp tác và làm việc chung với những người thiếu nhân cách đạo đức. Mời hai người về cho. Chị Trang. Anh nên giữ tự trọng đi. Vì một khi chị Trang đã quyết thì không ai thay đổi được quyết định đâu. Và hai người cũng nên nhớ rằng về học lại cách làm người trước đi, rồi hãy nghĩ đến việc ký kết hợp đồng với công ty. Tại cô đấy. Anh đang đau đầu đây, đừng có lải nhải nữa. Anh. Chị Trang, có phải là chị đổi ý rồi không ạ? Chị lại muốn hợp tác lại với bọn em đúng không ạ? Em biết mà, những người chức cao vọng trọng như chị Trang thì chấp mặt bọn em làm gì nhỉ? Đúng rồi ạ. Chúng tôi đến đây không phải là để ký kết hợp đồng, mà là để thông báo với anh một chuyện. Từ giờ trở đi, công ty của anh sẽ trở thành công ty con của chúng tôi.
chúng tôi đã muốn đứt nó rồi. Cái gì? Làm gì mà có chuyện đấy được? Này, thằng này không bán nhá. Anh không có quyền quyết định đâu. Vì chị Trang đã làm việc với tất cả các cổ đông rồi. Họ đã đều bán hết cổ phiếu. Và từ giờ trở đi, anh cũng sẽ không có một cái quyền hành gì hết. Chuyện này là sao? Anh nói với em là anh nắm giữ 90% cổ phần của công ty. Còn số tiền em đưa cho anh mua cổ phiếu đâu rồi? Từ ngày hôm nay trở đi, anh cũng sẽ bị cắt chức. Mời anh bước ra khỏi công ty của chúng tôi. Không thể nào, không thể nào. Chưa hết đâu. Nhờ có hành động hôm đó của hai người mà tôi nghi ngờ về nhân cách đạo đức của hai người. Thế nên cho người điều tra rồi. Tôi đã biết anh rút ruột công trình, mua lậu hàng hóa và làm giả giấy tờ. Toàn bộ bằng chứng đã được nộp cho công an. Họ sẽ liên hệ với anh sớm thôi. Chị Trang, anh Phương. Anh nói đi, tiền của tôi đâu? Nói đi. Alo. Cái gì? Công an tìm tôi á? Công an. Thế có tiền của tôi đi sao? Tiền của tôi đâu? Làm gì còn tiền nào nữa? Tôi thua bài hết sạch rồi, nên tôi mới phải buôn lậu đấy. Bây giờ công an phát hiện rồi, tôi định dự án này thành công, tôi sẽ trở mình lại. Bây giờ đã hết rồi, chẳng còn cái gì nữa. Không thể nào như thế được. Anh có biết không, đấy là tiền tôi đi vay đấy. Bọn xã hội đen sẽ không tha cho tôi đâu. Tiền của tôi đâu? Anh đừng có đổ vô dụng mà. Sao anh chết cũng chết một mình, anh lôi cho tôi làm cái gì? Còn dâu nhà người ta lấy về thì xinh xắn, còn dâu nhà mình như quỷ dạ xoa, dọa khách của mẹ chồng suýt nữa thì ngất. Mẹ ơi, cái này con cũng đang tìm cách chữa rồi ạ. Nó là gen giống của nhà cô. Mẹ nào thì con đấy. Bây giờ lại đẻ ra con gái như thế này, không khéo ấy, cô làm hỏng hết con cháu nhà tôi rồi. Bác sĩ bảo đây chỉ là bệnh thôi mẹ ạ, có thể chữa được. Trời ơi, tốn bao nhiêu tiền của rồi mà có chữa thành đâu. Mà thôi, đấy là do cái phúc nhà tôi nó mỏng. Đến lượt con trai tôi thì nó hết, cho nên nó vớ phải cô. Mà tôi nói cho cô biết nhé, từ nay trở đi, tối ngủ cô đeo khẩu trang về cho tôi nhờ. Không nhỡ nửa đêm con trai tôi nó tỉnh giấc, nó nhìn thấy cái mặt cô, nó giật mình, nó ngã, nó chết. Mẹ ơi, chữa cái này đâu phải là trong ngày một ngày hai đâu. Sao mẹ nặng lời với con thế ạ? Lại còn oan ức hả? Cô có biết lúc nãy tôi xấu hổ như thế nào không? Nói cho cô biết nhé, lúc ấy tôi chỉ mong có cái lỗ nào để tôi chui xuống thôi. Đi vào trong cho khuất mắt tôi đi. Dạ. Linh. Cái gì đây anh? Đây là bộ combo hỗ trợ giúp giảm dứt điểm giãn mạch máu, hemo, gồm có 3 sản phẩm. 1 là dung dịch hỗ trợ trị giãn mạch máu hemo, giúp giảm dứt điểm tình trạng giãn mạch đỏ da, da nhạy cảm, kích ứng, ngăn ngừa tái phát, làm cho da khỏe và đều màu. Cái này là serum chiết xuất từ bào tử linh chi, làm mờ vết đỏ, làm các mạch máu dưới da lưu thông hiệu quả, giảm sung huyết và chắc thành mạch, giữ ẩm, ngăn ngừa lão hóa. Còn đây là kem hỗ trợ trị giãn mạch, giúp cho da săn chắc, mịn màng và tươi sáng. Khi sử dụng cả 3 sản phẩm này thì không cần phải sử dụng thêm bất kỳ một sản phẩm nào khác, kể cả sữa rửa mặt và kem chống nắng. Anh này, nhưng mà liệu dùng có hiệu quả không anh? Chứ mình cũng tốn nhiều tiền lắm rồi. Hôm nay em còn bị mẹ mắng một trận nữa. Được rồi, để anh sẽ nói chuyện này với mẹ. Đây là bệnh, có nhiều nguyên nhân lắm. Mẹ không biết, mẹ nói nhiều là thì không hay.
Thôi anh ạ, hôm nay khách của mẹ đến, nhìn em cũng bị dọa cho hết hồn. Lần sau ấy, ai đến nhà em sẽ đeo khẩu trang. Được rồi, bây giờ em cứ sử dụng sản phẩm này đi. Bạn anh giới thiệu đấy, nó đã dùng và rất hiệu quả. Mày bị điên à? Tiền của vất vả làm ra, không đi mua cái quần cái áo mà mặc cho nó tươm tất, cứ lo đi mua đồ cho vợ đấy. Vợ chồng mua đồ cho nhau thì sao hả mẹ? Mẹ... Mày cứ thế, rồi có ngày nó trèo lên đầu lên cổ ấy. Mà cái mặt con đấy chữa khỏi được à, thì mẹ cứ đi đầu xuống đất. Mẹ còn đang lo còn lây cho cả nhà ấy chứ này. Mẹ là mẹ ngứa mắt lắm rồi đấy. Mẹ buồn cười nhở? Linh bị bệnh là do có nhiều lý do. Ví dụ như là môi trường, rồi gen di truyền, lạm dụng mỹ phẩm. Thế cái Thu nó cũng đi làm, nó cũng dùng mỹ phẩm, nó có làm sao đâu. Càng ngày càng đẹp ra. Có được con dâu xinh đẹp như thế cũng mát mày mát mặt. Ngày xưa mẹ bảo con yêu nó, rồi cưới nó thì con cứ không chịu cơ. Mà này, hôm nào mẹ bố trí hai đứa gặp nhau rồi ôn lại tình cảm. Nếu con mà... Con không bảo vợ đâu. Mẹ bỏ ngay mình suy nghĩ vớ vẩn đấy đi. Ôi, ôi, ôi. Lâu lắm không gặp, dạo này sinh ra nhiều đấy. Thế này mà bác gặp ngoài đường không nhận ra đâu ý nhá. Phụ nữ phải xinh đẹp tự tin như thế này chứ này. Cổ nữa. Ủa chị Linh, sao chị phải bịt khẩu trang? À em biết rồi, mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên là chị ốm đúng không? Ốm đau gì, bắt đeo vào để khỏi dọa cháu đấy. Là sao hả bác? Mà thôi, giờ thì tháo ra được rồi. Thu đây nó như người nhà ấy, cho nó dễ nói chuyện. Không để bảo là tôi khắt khe với con dâu. Ôi dồi ôi, chị Linh ơi, chị mà đi diễn phim kinh dị không cần phải hóa trang đâu, người ta cũng sợ. Sao bác với cả anh Hoàng lại xấu hổ với chị như thế? Chồng tôi anh ấy thông cảm, anh ấy còn mua thuốc cho tôi chữa nữa. Dảo ơi, đấy là cô vành vẽ, moi móc thì có. Con trai tôi nó đi làm vất vả, bao nhiêu tiền nó đắp hết vào cái mặt cô. Một thời gian nữa không khéo rồi lại bán cả cái nhà này đi để chữa mặt cho cô ấy chứ lại. Đấy là anh Hoàng ấy biết ý, chứ người khác chắc bỏ chị lâu lắm rồi. Em á, chăm sóc da kỹ lắm đấy. Chứ đàn ông họ nhìn thấy xấu một tí họ bỏ ngay. Thôi, cô ngồi nói chuyện với mẹ tôi nhá. Tôi vào trong bếp dọn dẹp. Ngày xưa ấy, thằng Hoàng nó chẳng nghe bác cưới cháu về.
đi rước cái của nợ này về, cứ nhìn thấy cái mặt nó là bác ăn không ngon ngủ không yên rồi. Thì bây giờ cũng đã muộn đâu hả bác. Chị ý như thế á, kiểu gì anh Hoàng cũng chán sớm thôi. Lúc đấy bác rước cháu về, cháu chỉ sợ bác không ưng cháu làm con dâu thôi. Sao lại không ưng? Có người mù thì mới không ưng một cô con dâu xinh đẹp như thế này. Thôi được rồi, cháu yên tâm, để bác tính nhá. Dạ. Anh Hoàng, em nấu đồ ăn cho anh này. Toàn đồ ăn em tự nấu đấy, anh phải ăn hết đi nhá. Cô đừng làm thế nữa, vợ tôi nấu cho tôi rồi, cô mang về đi. Em không yên tâm để anh ăn đồ ăn của chị ta nấu, liệu đông lại bệnh thì sao? Cô đừng có xúc phạm vợ tôi. Thứ nhất ý, bệnh của vợ tôi không lây. Thứ hai, dù gì thì cũng là vợ tôi, tốt xấu gì thì cũng là vợ tôi. Hy vọng cô đừng nói thế nữa. Ngày trước là chị ta cướp anh khỏi tay của em, bây giờ em không muốn như thế. Sống với một người như zombie làm sao mà hạnh phúc được. Tôi nhắc lại lần nữa nhé, cô đừng có xúc phạm vợ tôi. Tôi không muốn gặp cô bất kể một lần nào nữa. Và hy vọng cô cũng đừng lôi kéo mẹ tôi. Anh đừng có mà lừa dối bản thân mình nữa đi. Sống với chị ta làm sao mà anh chịu nổi. Im đi, đừng thách thức giới hạn của tôi. Cái thằng này không biết nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà nó lại như thế này chứ lại. Đã vậy, mình phải nghĩ cách khác. Ủa, liệu thế có được không hả bác? Liệu anh không chịu thì sao? Cho nó uống một tí thuốc, rượu vào nữa, chịu sao nổi. Lúc gạo mà nấu thành cơm rồi á, có mà chạy đằng trời. Mẹ đang tính chuyện gì vậy ạ? Con vẫn đang là con dâu của mẹ, thế mà mẹ lại tính nước cho con trai mẹ ngủ với người khác là sao? Này này này, mày lớn tiếng với ai đấy hả? Tôi không coi cô là con dâu từ lâu lắm rồi. Đã thế, hôm nay ba mặt một lời đây, tôi nói luôn để cho cô biết như thế. Con thấy rằng là con chưa làm điều gì có lỗi với mẹ cả. Tại sao mẹ lại quá đáng với con như vậy? Thì cũng tại chị chứ tại ai. Chị nhìn lại chị xem có ghê không? Người ta chỉ lấy con dâu, còn bác á, lấy quỷ để làm dâu ấy. Là quỷ. Đúng, tôi bị bệnh tôi xấu xí đấy. Nhưng mà vẫn hơn cái loại người như cô, chen chân vào nhà người khác, vô liêm sỉ, không có đạo đức. À, mẹ. Đây, anh về mà xem. Vợ anh nó bật lại tôi, nó là còn chửi khách trước mặt tôi đây này. Mẹ, vợ có xưa nay hiền lành, không bật lại ai bao giờ. Nếu mà có bật lại, mẹ phải xem lý do là gì, tại sao cô lại như thế ạ? Trời ơi, Hoàng ơi là Hoàng, mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà sao mày ngu thế hả? Trời ơi, người ta muốn vợ đẹp vợ xinh không được, còn mày lại muốn ôm ấp cái con quỷ dạ xoa này hả? Con hiểu rồi, vậy thì con cũng nói luôn cho mẹ biết nhá, con không bỏ vợ con đâu, mẹ với cô ấy đừng có mơ tưởng nữa. Hoàng, tôi đã nói với cô rồi, cô đừng thách thức giới hạn của tôi. Còn nếu hôm nay cô không đi khỏi đây, đừng có trách tôi độc ác. Anh Hoàng, em xin anh đấy, anh tỉnh lại đi. Em mới là người xứng đáng với anh cơ mà. Giữ lại cho mình một chút liêm sỉ đi. Từ giờ ấy, tôi mà còn thấy cô gặp bất kể thành viên nào trong gia đình tôi, đừng có trách tôi. Còn mẹ nữa, nếu mẹ không muốn nhìn thấy mặt vợ con ấy, con với vợ con sẽ đi, mẹ sống cho tốt vào. Cái thằng trời đánh thánh mặt này. Mày, trời ơi, trời ơi. Mẹ uống cốc nước. Linh khỏi bệnh rồi mẹ ạ. Trước đây cô ấy bị giãn mao mạch, sau khi dùng bộ combo đặc trị mao mạch Hemo thì đã cải thiện được vấn đề rồi ạ. Cô khỏi thật rồi á? Mẹ đấy, mẹ uống cho lắm thuốc ngủ vào. May mà có Linh, nếu không thì
mẹ không thiết sống nữa. Mẹ mất hết rồi, tiền mất, các con này chẳng muốn nhìn mặt mẹ nữa. Mẹ sống làm gì cơ chứ? Mẹ thấy mẹ hồ đồ chưa? Lớn tuổi rồi, đi chơi mấy trò tiền ảo đấy làm gì? Tất cả là tại con Thu hết. Nó rủ rỗ mẹ, nó nói ngon nói ngọt. Thế là bao nhiêu tiền dành dụm được bấy lâu nay mẹ đổ vào đấy hết. Bây giờ nó cao chạy xa bay mất rồi. Hoàng ơi, mẹ ngu quá. Mẹ là còn muốn nó làm con dâu mẹ nữa chứ. Mẹ ngu quá đi. Mà con cũng chả hiểu mẹ nghĩ gì nữa. Bây giờ mẹ nhìn thấy hậu quả chưa? Bây giờ ấy, lúc hoạn nạn chỉ có mỗi Linh thôi. Cô con dâu ma quỷ của mẹ đấy. Thôi ơi, mẹ à, mọi chuyện cũng xảy ra rồi, mẹ đừng suy nghĩ gì nữa. Mọi chuyện bây giờ cứ để chúng con lo. Âm mưu của Thu con đã biết trước hết rồi ạ. Số tiền của mẹ bây giờ con chưa lấy lại về hết, nhưng mà con sẽ cố gắng. Mẹ, mẹ có lỗi với con. Mẹ xấu hổ quá. Sau bao nhiêu việc mẹ làm với con như thế mà con vẫn, mẹ không còn mặt mũi nào dám nhìn con nữa đâu. Không sao đâu ạ, con với anh Hoàng cũng đã bàn rồi, sẽ chuyển về đây ở, bỏ qua mọi chuyện, chúng ta sẽ lại là một gia đình vui vẻ. Mẹ có đồng ý không ạ? Được chứ, được lắm chứ. Các con tha thứ cho mẹ như thế này là tốt lắm rồi. Từ nay trở đi mẹ không dám hồ đồ như thế nữa. Có cái này muốn nói với mẹ, nhưng mà mẹ không được bất ngờ nhá. Cái gì mà cứ úp úp mở mở. Mẹ nhắm mắt lại đi. Sốt ruột, nhắm mới chả mắt. Mẹ không được tin thế nhá. Con đếm đến 3 mẹ mở mắt nha. 1 2 3 Tên tên. Con gái mẹ đứng thứ 2 luôn á. Ôi, con gái mẹ giỏi quá. Mẹ yêu quá đi, quá đi thôi. Thế này mẹ phải thưởng cho con thật là to vào. Con mà muốn cái gì mẹ cũng phải chiều con nhá. Yên tâm, con gái rượu của mẹ thích cái gì mẹ chiều cái đấy luôn. Yêu mẹ quá. Sao? Trông mặt mũi thế kia chắc lại điểm không cao rồi đúng không? À, nhưng mà thôi không sao con ạ. Không sao. Người ta nói là học tài thi phận. Lần này con thi điểm không cao thì lần sau con thi con cố gắng làm tốt hơn thì điểm sẽ cao. Dâu diêm diêm. Điệp đứng nhất lớp cơ á. Con cũng không biết là mình đã đạt kết quả như thế ạ. Làm sao mà mày đứng thứ nhất rồi? Đấy, con thấy chưa? Mở mắt ra mà học tập chị đi. Người ta thi chơi như thế thôi mà cũng điểm cao đứng nhất lớp. Mà đứng nhất lớp là còn không biết là mình nhất nữa. Còn mày thì sao? Đúng là cái đồ ăn hại. Mẹ, chị ta chỉ ăn may thôi mà. Con sẽ cố gắng, mẹ đừng buồn con. Cố gắng thế chứ cố gắng nữa chưa là cái gì cả. Từ hôm nay mang sách vở vào phòng học cùng với chị Trang. Dạ, con xin phép ạ.
cũng phải hậm hực. Này, chị ra giường ngồi học đi, để tôi ngủ ở bàn cho. Ngồi ở giường ngói lưng chết lên được ấy. Ừ, chị thế nào cũng được, cứ theo ý của em đi. Đang ngồi ngoài kia học thì tự dưng phải chui ở trong này. Mà tôi cũng thấy lạ lắm nhá. Chưa từng thấy một người con riêng nào sướng như chị đấy. Mẹ tôi bênh chị chằm chặp ra còn hơn cả tôi nữa cơ. Em cứ nói thế chứ chị thấy mẹ thương em mà. Thương thương cái gì mà thương? Tôi chả thấy thương tôi chỗ nào cả. Thương yêu kiểu gì mà đánh không trượt phát nào luôn ấy. Lạ đời không biết. Càng nói càng bực mình. Đi lấy nước uống hạ hỏa đấy. Uống như thế là đau bụng đấy. Này, tôi uống cái gì thì kệ tôi. Chị buồn cười thế nhở? Tự dưng lại đi cấm đoán chuyện người khác. Thu, không phải là chị cấm em đâu, nhưng mà trong nước cam với sữa nó có hai chất kỵ nhau. Em uống chung như vậy là đầy bụng khó tiêu đấy. Tôi biết là chị học giỏi rồi, cái gì chị cũng biết. À thế, tôi trộn đồ với nhau, tôi uống ấy làm gì được tôi, làm gì được tôi. Thu, đừng uống như thế, đừng mà. Đừng. Không biết thì dựa cột mà nghe. Đã rút lại còn bướng. Mẹ, lúc nào mẹ cũng bênh chị ta. Tôi mới là con gái ruột của mẹ, còn chị ta chỉ là con rơi, con rớt của bố thôi. Chính vì con là con đẻ của mẹ, cho nên là mẹ phải dạy con biết cách cư xử. Con cha nó thông minh học giỏi, nó khuyên cái gì là không có sai bao giờ đâu. Đã không có kiến thức thì phải biết tiếp thu chứ. Đấy, mẹ thích chị ta như thế thì mẹ lấy chị ta về làm con. Con không thèm. Dì ơi, con thấy thật ra em Thu không sai đâu ạ. Chắc là do cách nói của con chưa dễ nghe gì ạ. Lần sau con sẽ chú ý hơn ạ. Con không phải nhận lỗi về mình như thế. Con Thu tính nó ngang ngược, mẹ là mẹ của nó, mẹ còn lạ gì nữa. Nhưng mà dì cứ thiên vị con như thế, con cảm thấy có lỗi với em Thu lắm ạ. Con không phải lo, mẹ khác biết điều chỉnh mà. Thôi, con lên phòng học bài đi, không muộn. Vâng ạ. Cô nghĩ tôi thừa hơi đi yêu thương cô thật lòng chắc. Nếu không phải vì bản di chúc vô lý của bố cô thì tôi cũng không phải mất công mất sức nhiều như thế này đâu. Việc lập di chúc sớm cho ông, tôi đã lo xong xuôi hết rồi ạ. Công ty này và căn penthouse sẽ thuộc quyền sở hữu của cô Trang. Còn căn nhà đang ở và sổ tiết kiệm sẽ thuộc về mẹ con bà An ạ. Nếu cô trách thì sẽ trách bố đẻ cô thiên vị, uổng công đi chăm sóc bố con cô bao lâu này. Này, dạ? Mang cốc nước đến đây cho chị Trang. Trang, mẹ lúc nào chỉ biết mỗi Trang thôi. Còn là ông xin của chị ta đấy à? Mẹ bảo làm gì thì làm đi, đừng có nói nhiều. Mang lên cho chị Trang và nhớ bảo chị uống cho hết cốc nước này nghe chưa? Dạ, con biết rồi ạ. À này, dạ? Con cấm được uống đi nhá. Mày mà động vào cốc nước này mày chết đi mẹ đấy. Mang lên xong rồi xuống đây mẹ pha cho cốc khác mà uống. Con biết rồi, nhắc hoài. Sao giờ này mà vẫn chưa cho con bé ra khỏi phòng nhỉ? Hay là thuốc nó ngấm rồi?
Trang ơi, Trang, Trang ơi, dậy ăn cơm con. Trang, Trang ơi, xuống ăn cơm đi con. À, gì ạ? Con đang làm nốt bài tập rồi con xuống ạ. Quái lạ, sao không thấy biểu hiện gì nhỉ? Thu ơi, dậy ăn cơm đi con. Dậy ăn cơm rồi còn học bài nè con. Ý nào, Thu ơi, dậy nào. Mà thôi, kệ cho nó ngủ. Đằng nào thì khối tài sản kếch xù này cũng sắp về tay hai mẹ con rồi. Lúc ấy á, mà ăn cả đời cũng không hết đi chứ. Cần quái thì phải học mới hành con nhé. Gì ạ? Con vào trong phòng học bài đi ạ. Con vào phòng học bài đi. Không được rồi. Cứ thế này thì bao giờ nó mới phát điên. Phải liều thôi. Thu, con mang cốc nước lên đi cho chị Trang. Ôi, mẹ ơi, con gái của mẹ sắp ngất đến nơi rồi. Mẹ vẫn còn cứ trang, lại còn bắt con mang nước cam cho chị ta nữa. Đã bảo không nói nhiều, bảo làm thì cứ làm đi. Sắp thành công rồi con ạ. Chỉ còn vài bước nữa thôi là con gái của mẹ sẽ trở thành bà Hoàng nhá. Mẹ ơi, con sốt nhưng mà con thấy mẹ cứ nói lan man kiểu gì ấy. Hoàng đâu con chả thấy. Con chỉ thấy cả ngày con giống với con oxy trong căn nhà này. Cái gì con cũng phải làm. Đã bảo không nói nhiều mà. Bảo mang thì mang đi. Bác sĩ ơi, con gái tôi có làm sao không ạ? Rất may là tôi đã đến kịp thời, nên là không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Gia đình có thể yên tâm rồi đấy ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Thu ơi,
Con sao rồi? Con còn đau chỗ nào không con? Con không sao. Con không còn đau như ban nãy đâu. Ừ. Chàng, dì bị em Thu nợ con một mạng rồi đấy. Cảm ơn con đã cứu mạng con gái của dì. Nếu hôm nay Thu nó có mệnh hệ gì thì chắc dì chết đến 10 lần cũng không hết ân hận đâu con. Thu không sao rồi, tôi đi đây. Dì xin con, dì biết những gì dì làm là độc ác, là kinh khủng, không thể nào chấp nhận được nữa. Vậy mà con vẫn cứu mạng con gái của dì. Dì có quỳ đến đây cả đời cũng không đền hết tội với con. Mong con tha thứ cho dì nhá. Dì đứng lên đi. Chàng ơi, dì chỉ có một mình cái Thu là người thân duy nhất. Dì coi nó quan trọng hơn cả tính mạng của dì. Vậy mà chỉ một phút ích kỷ, một phút tham lam thôi, mà chút nữa thì dì đã giết chết đứa con của mình. May mà hôm nay có con, chứ không thì dì sẽ ân hận đến chết đấy con ạ. Tôi cũng không để bụng đâu, chỉ hy vọng từ giờ dì và Thu sẽ sống tốt. Dì thề, dì hứa với con, từ nay trở đi dì sẽ coi con như con ruột của mình. Dì sẽ không bao giờ sai con làm bất cứ một việc gì đâu. Dì hứa đấy, dì thề. Tôi có thể bỏ qua cho dì chuyện này, nhưng việc tiếp tục sống cùng mẹ con dì tôi không làm được. Trước đây tôi cứ nghĩ mình thật may mắn khi có thêm một người yêu thương, quan tâm chăm sóc mình như con. Nhưng mà thật không ngờ, tất cả những việc dì làm chỉ là vì nhắm đến tài sản của bố tôi. Dì nghĩ rằng nếu như bố tôi không chia tài sản cho mẹ con dì mà để tôi một mình thừa kế hết, thì tôi sẽ đuổi mẹ con dì ra khỏi ngôi nhà này hay sao? Dì biết dì sai rồi. Chỉ vì một phút nông cạn mà dì mới có những hành động ngu dại như thế. Quá muộn rồi. Những cái việc dì làm bây giờ sẽ tùy ý bố tôi quyết định. Kể cả bố tôi không chia cho dì và Thu một xu nào, tôi cũng không quan tâm đâu. Hy vọng là hai người sẽ sống thật tốt.